Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sa Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Chú Hồng đang để ở ngay trước công viên đường Lãng Minh Thăng, cô chú anh chị. Cái hướng đằng kia là hướng đi thẳng lên trên chợ Bình Thới, còn hướng ngược lại là mình đi về đường 3 tháng 2 nha. Đây là bệnh viện, ngay bệnh viện thu dung điều trị Covid-19 nè. Ngay chỗ công viên giao giữa đường số 2 với đường Dương Đình Nghệ với đường Lãng Minh Thăng ha. Bên đây có trường mầm non 11. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú chị và bạn một căn nhà ở mặt tiền đường luôn nha, mặt tiền đường Thái Phiên ha. Thì Vũ Hồng sẽ review khu vực lân cận đây cho cô chú chị bạn gần đây những cái tiện ích gì ha. Ở đây có từ trường phổ thông trung học, trường trung học cơ sở Chu Văn An nè, trường trung học cơ sở Chu Văn An ha. Bên đây thì một trường phổ thông trung học nữa nè. Phía trước mặt mình là trường phổ thông trung học Nguyễn Hiền ha. Rồi giao qua đây là đường số 6 rồi. Bên kia là đường Lò Siêu. Bên đây đường số 8. Bây giờ Vũ Hồng sẽ quay vô cái bệnh viện, quay vô cái hướng bệnh viện ha. Đây nè, hôm nay nè. Đằng kia là mình đi thẳng qua đường Sớm Đất. Ở đây là bệnh viện ngay chỗ bệnh viện quận 11 với trung tâm y tế quận 11 ha. Đây có công viên lớn nè. Đây thuộc cư xá Bình Thới của quý vị. Phía trước mặt mình là bệnh viện quận 11, bên trái là trung tâm y tế quận 11 ha. Đây nè. Đây trung tâm y tế quận 11, còn đây là bệnh viện quận 11 ha. Hẻm nói hẻm nhưng mà đó là con đường nhựa cô chú anh chị. Hẻm 236 Thái Phiên nè. Đây có trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn. Và mình ra đây là gặp Hội Liên hiệp Phụ nữ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Nhà mình nằm phía bên kia đường. Cái hai cái nhà cao cao đó là cái bến xe cạnh xe của Tuấn Hưng cũ. Nhà xe Tuấn Hưng cũ quá cô chú chị. Nhà mình là bên đây nè, góc bên đây nè. Cái này góc này nè. Góc này nè ha. Cái nhà góc này nè ha. Hướng này hướng về Lãng Minh Thăng nha cô chú anh chị. Rồi nhà mình đây ha, phía ngoài nè, dài từ đây nè, từ đây nè, nó dài đến hết cái kia luôn đó. Dài đến hết này luôn, hẻm này hẻm 201 đường Nội Cung nha. Hẻm này hẻm 8m, hẻm nhựa. Nếu mình mua về mình buôn bán dọc mé này cũng ok nha cô chú anh chị. Ở đây phía sau nè. Hẻm này thông hẻm 201 được rồi cung nha. Đó, đi thẳng luôn, hẻm này hẻm ô tô. Người xưa còn gọi là đường này còn gọi là đường quân sự đó cô chú anh chị. Ở nhà mình thì ban công trên lầu là mỗi một cái lấn ra thêm được khoảng chừng gần 1m đó. Đó, chiều dài nè, chiều dài là 20m nha cô chú anh chị. Đây phía sau nè, đây phía sau nè ha. Đó, có cửa sau, cửa bên hông luôn ha. Ở sau lưng nhà mình là còn khoảng đất trống nè, nó còn đất trống giao với nhà này còn phải đất trống nè ha. Đó, còn miếng này là đất trống nha.
Đó, chiều dài là bên hông nhà mình thì mình buôn bán đồ là được nha cô chú anh chị. Cho xin phép vô chút. Vô đi. Dạ dạ. Ủa cái này mang dép hay là bỏ dép? Mang dép đi anh. Ở đây phía trước nè ha. Ở đây thì buôn bán cà phê đồ là ok nha. Đối diện bên kia thì là quán cà phê ha. Ở nhà đúc bê tông cốt thép nha, 253 đường Thái Phiên nha cô chú anh chị. Ở ban công thì ở trên này là có cái ở trên này là có ở trên đây là có cái bạc quay ra che ra quấn lúc ngoài luôn nè, nó che lúc ngoài luôn nè ha. Rồi mình vô trong mình xem nè, ở đây là ốp đá hoa cương toàn bộ hết rồi. Ở dưới đây có một cái phòng nha, dưới đây có một cái phòng tối thui rồi không thấy gì hết trơn. Đây có một cái phòng nè ha, không có đèn tối quá. Đó có cái phòng. Rồi, quay trên không có quay dưới. Rồi. Có lầu nữa đó. Ừ, có lầu để em đi. Nhà này cũ quá trời cũ rồi ha, lâu quá. Xưa lóng, lâu lóng rồi ha. Ở bên hông cái đường kia đường quân sự hết chị. Đúng rồi. Nó thông ra 201 đội cung. Đúng rồi. Này ra phía sau đi vòng lên hay là mở cửa đi luôn? Mở cửa cũng được. Mở cửa đi ha. Em chúng đóng lại cho. Chào bà. Ở đây dưới đây có một cái nhà vệ sinh. Nhà này mấy chục năm rồi. Sửa lại. Sửa chứ. Ờ sửa lại, nhưng mà nhà này giờ là không có xây được vậy nữa đâu nghe, giờ nó không cho xây cao gì nữa đâu. Giờ quy định mới á, mấy nhà nhỏ nhỏ nó không cho xây cao gì nữa. Này. Thời xưa là nhà mình nó thường là thôi đi con ra ngoài quay chung cho con. Thời xưa nhà mình nó là thường là đúc cầu thang rồi làm bằng đá mài á cô chú anh chị. Đá mài phía sau lưng đây còn khoảng trống nữa nè, để cho phần này là phần hông thành địa dịch phía sau này ha. Đó, chiều dài của mình là thó thêm phần này nữa nha, phía sau nhà mình là thêm phần này nữa nè. Đó, phần này nè đó mình để xe đồ ha. Đó, ở phía sau nè là phần này nè cô chú anh chị. Phần này là trong khuôn viên của mình sử dụng luôn. Đó, khuôn viên trong đây là trong khuôn của mình sử dụng luôn nha. Phía sau lưng nè. Đó, tính ra chiều dài tới đây là 22 mét luôn. Đó, đường này là thông ra 201 đường đội cung. Bên đây là bạc là có làm ra hết rồi, che bạc ra phía ngoài này, ở trên đây là ban công đưa ra 1 mét. Hiện tại thì nền nhà cao hơn mặt hẻm này là khoảng 7 tấc ha, 7 tấc. Trần nhà còn cực kỳ cao luôn ha, trần nhà là còn cực kỳ cao luôn ha. Đó, cầu thang thì bờ rộng nha, hơn 1m2. Đúc bê tông cốt thép, đá mài ha, xài đá mài nha. Ở ban công nè, nhà mình có ban công nè, rộng ha. Nhà mình là hoàn công đầy đủ luôn nha, không có bị lộ giới, hạm giới gì hết á. Rồi mình đi dọc theo cái này ha cô chú anh chị.
dọc theo này nha. Đây một phòng, đây một phòng, phòng này trống, phòng này là có người ở rồi nè. Đây một phòng này có người ở, phá lại rồi ha, nè người ta đi làm rồi nè. Còn phòng này thì phòng trống đó, phòng này phòng trống ha cô chú anh chị. Mấy cây cột nè, rất là to luôn ha. Nhìn xuống đường đây phòng này ha, đây phòng thứ hai ha. Đó, nhà đúc bê tông cốt thép rồi, mình nhìn là mấy cái cây đà nè rất là chắc ha. Đây một phòng chào cô, mấy triệu một tháng cô? Phòng triệu mấy? Triệu 6,7 triệu ha. Nước nữa là bao nhiêu, điện nước nữa là bao nhiêu? Điện nước luôn á. Vậy hả? Dạ. Ở vậy được rồi, vậy khỏe rồi. Được cái đi lên không ảnh hưởng ai ha. Đi lên không ảnh hưởng ai á. Ờ. Đây cũng mát mẻ, mình không mình à. Ở đây đi sao mấy bà di trai mướn á, đi ở hết rồi. Không có ai dắt sáng ở đây á, dắt chiều. Giải vậy là mấy phòng bà? Một giá giải vậy 5 phòng à. 5 phòng hả? Dạ 4 phòng 5 phòng mà trên lầu 1, lầu 2, lầu 3 luôn. 3 phòng y vậy luôn không? Ờ à, lên cảnh cũng vậy luôn. Y chang vậy luôn. Không có nhiều nhiều ghê, nó hẹp chút. À. À nó bớt tiền chút. Mà nói chung phòng vậy là ở vậy, bê tông cũng phép vậy là chắc chắn rồi. Ờ xong rồi. Đó. Đi ra khóa cửa này là yên tâm rồi. Ờ qua khóa cửa yên tâm, về 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 cũng vậy thôi, mở cửa ra vô coi. Khỏe. Không mát. Ừ gió mát ha, mà không phải mấy nhà ở bẹp. Ở nhà bê tông cốt thép đàng hoàng. Ở nhà tường nè, chứ không phải là nhà ở bẹp giống như mấy nhà kia thường thường mình mướn triệu mấy là nhà thường không à. Đúng không? Ở trên lầu đây là 6,7 triệu. Vậy hả? Tính luôn rồi. Hình như tính điện là khác, tính nước là 100.000 đầu người. 100.000 đầu người, còn điện là tính xài nhiêu tính nhiêu? 4.500. À 4.500 mà thường mà xài tháng bao nhiêu? Khi 20 kg, 15 kg cũng chừng. 20 kg. Nấu ăn nấu bằng điện không mà nấu cái lò cái chút xíu ở tới mình nè. Ăn uống nhiêu đâu. Ở đây mấy năm rồi, ở đây mấy năm rồi? Lâu rồi. Ở lâu lắm hả? Ở đó rồi, đó tôi ở lâu mình thời gian tôi đi đi xong về ở tiếp. Hồi anh bắt ở đây là anh coi anh... Vợ nhà anh ở đây rồi gốc tới giờ. Không, hồi xưa anh bắt đây là cô ở đây chưa? Hả? Anh bắt hồi đó ở đây là cô ở đây chưa? Thì chưa. Chưa hả? Sau thời gian tôi bán nhà trong đó tôi chạy ra đây ở thôi. À. Ủa cái hướng này là mình đi ra ngoài đường lò đó coi đội cung đúng không? À, hướng này nè. Ra ngoài quận 11 á. Còn hướng này là bệnh viện, hướng này ra bệnh viện. Hướng này ra bệnh viện quận 11. À còn hướng bên đây thì ở trái là ra bán 2. Ờ bán 2 đường gì á? Đường cà phê gì đó. Cà phê. Dễ đi ha. Đây một phòng nữa nè. Đầu phòng thứ tư. Phòng này phòng bự hả? Phòng này phòng bự. Phòng bự 2 cửa. Quay trong không được rồi, không có người ta bên trong, không quay được bên trong ha. Đây mặt tiền nhà mình nè. Mặt tiền nhà mình ha, từ đây qua bên hết bên đây luôn nha. Đó, view cực kỳ thoáng luôn, rất đã luôn ha. Đối diện quán cà phê Duckland. À, trên đầu y chang ha, à, cho anh quay trên nè, quay trên cho cô chú gì bạn xem nè, à, quay trên nè, dưới đây là 4 phòng. Vậy là phòng này phòng lớn nè. Phòng đó phòng lớn á, phòng lớn phải không? Giá lớn giá tiền khác. Đây 4 phòng à, thấy 4 phòng à? 4 phòng ở đây 4 phòng giống như phòng này phòng đôi rồi. Phòng đó phòng đôi luôn ha. Ừ. Anh mua hả? À? Dạ. Anh mua nhà. Là anh chơi ảnh rồi anh. Gửi cho người ta. Người ta mua. Chưa biết. Mua chắc là phá lận quá. Không sửa sơn sửa lại cho thuê tiếp. Sửa lại cũng cho. Cho mướn tiếp. Đó mình nhìn nè ha. Ngon ha. Nó dài phía sau lưng này luôn nè. Sau lưng này nó còn khoảng hở ha.
Đây có cái cửa này, cửa lùa lại đóng lại. Đây, nhà một cái nhà tắm. Ở phía sau lưng là khoảng hở hở này là mình sử dụng luôn của mình luôn nha cô chú anh chị. Đây nhà vệ sinh. Đó, về làm nhà vệ sinh lại thì ok. Hai cái nhà vệ sinh, mỗi một tầng hai cái nhà vệ sinh. Cầu thang đi lên này ha. Lầu 2 á. Lầu 2. Lầu 2 là lầu 3 nữa. Dạ. Đây cũng có hai nhà vệ sinh nè. Hai cái nhà vệ sinh. Đó. Hai nhà vệ sinh ha, bên đó cái phản ở này là phản ở của mình luôn nha. Phản ở này của mình luôn nè. Gió mát rồi rượi luôn. Đây là khu vực lầu 2 nha. Lầu 2 là tầng 3. Đây một phòng. Đây một phòng. Phòng này đóng cửa, đi ngoài người ta đi. Phòng này cũng vậy. À, phòng này là trống. Phòng này đang trống ha. Đây một phòng, phòng này cũng khóa ngoài luôn rồi. Ở trên đây đây là bốn phòng rồi. Đây là phòng này phòng bự nè. Ban công nè ha. Phòng này cửa ngoài nè, cửa trước nè. À, cái này là mở phơi phòng bự cho cô chú nhìn mình xem. À, hai phòng, ở đây năm phòng ha. Đây nhìn xuống đường nè ha. Hướng này ra một cái quán cà phê thật lớn ra đường Nghệ cô chú anh chị. Bên đó là bệnh viện quận 11 nè. Bệnh viện quận 11 nè. Đây ủy ban. Hẻm này hẻm 201 đội khung. Xe gỗ qua lại rất là đông ha. Một căn nhà 4 lầu hả cô chú chị. Một căn nhà ở 4 tầng, một trệt 3 lầu sân thượng nha. À, hiện tại đây là tính ra là được 9 phòng rồi đó, tổng cộng 9 phòng rồi đó. À, phòng này cũng đóng cửa luôn rồi. Vậy là 10 phòng. Cực kỳ dài luôn ha, tính ra 22 mét đó cô chú anh chị ơi.
À, bây giờ mình lên tầng 4 là lầu 3 nha. Cầu thang này là đá rửa. Cái này có kho để chứa đồ. Đây nhà vệ sinh nè, mỗi tầng có hai cái nhà vệ sinh, đúng không? Hai nhà vệ sinh, một nhà kho. Đây là phía sau nhà mình nè. Đây dẫn nút bê tông cốt thép luôn nha. Dạ quay chứ không có gì không. Hướng này là hướng đi về đường nội cung, hẻm 201 đường nội cung. À đứng đây nhìn thấy bệnh viện quận 11. Cô ở đây lâu chưa cô? 3 năm rồi. 3 năm hả? Không có đi làm hả? Làm chứ. À, phòng trên đây thì bằng vách tre chứ không phải là bằng bê tông cốt thép. Đây nữa nè. Dài ra đây luôn. Sân thượng phía trước. Đấy, khu vực sân thượng của nhà mình đây ha. Hướng này về qua công viên đường Dương Đình Nghệ á. À, quán cà phê ngay đường Dương Đình Nghệ. Bên đây cũng cho thuê nhà trọ nữa nè. Bên kia là bệnh viện quận 11. Lan can inox nha cô chú anh chị. Đó là lan can inox luôn ha. Nhà hoàn công 200 mét vuông. Đó. Đường này là đường Thái Phiên. Bên có là 236, 236A Thái Phiên ha. Đó, mình nguyên được cái dòng cua này rất là rộng luôn nè. Đó, mình nhìn ha, mình nhìn dòng cua của mình ha. Từ đây là đổ dài qua bên kia luôn. Đó, dài qua bên kia luôn ha. Dài bên kia qua nội cung. Bên đó có cái chùa đó. Bên đó là bệnh viện quận 11. Trên đây cái máy này là máy chia thang đúc bê tông cốt thép luôn nè. Cái máy chia thang này đúc bê tông cốt thép đang đúc nè, đúc bê tông cốt thép luôn. Đây. Dài phía sau. À đường này là đi lên máy nè. Cái cầu thang này nó máy như giờ nhỏ quá bí à. Đó mình đi lên dưới đồ ha. Làm cầu thang này là đi lên máy bê tông cốt thép bên trên thấy không? Bên đó có cái chùa, bên đó có cái chùa. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà 253 đường Thái Phiên này ha. Ngang là 3m3. À 3m3 và chiều dài là gần 21m, thêm cái phần thông hành đi dịch sao mà sử dụng hơn mét nữa, 22 mét đó. Thì mà nhà mình thì có ban công lấn ra thêm được là từ lầu 1, lầu 2, lầu 3 ban công nó lấn ra thêm được 1 mét. Và căn nhà này đúc bê tông cốt thép toàn bộ luôn, máy đúc bê tông cốt thép luôn nè ha. Máy chia thang đúc bê tông cốt thép luôn nè, đúc bê tông cốt thép hết luôn. Ở trên đây Sino xung quanh vòng vòng đúc bê tông cốt thép luôn ha. Và nhà thì có giấy chủ quyền hồng, mua bán ký công chứng sang tên ha. Và chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với mức giá là 10 tỷ 6 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu thì cứ alo cho Vũ Hồng ha. Vũ Hồng sẽ dẫn cho cô chú anh chị bạn đi xem. Nhà thì hiện tại thì có 10
gần 15 phòng đang cho thuê thì 20 mấy triệu một tháng á. Còn ở dưới chợ thì cho thuê riêng, riêng phòng không đây 20 mấy triệu rồi đó. Rất rộng luôn ha, mình tính ra là mình căn gốc không có bị quy hoạch giải tỏa hẻm giới lộ giới gì hết ha. Đó, lấy lại thông tin quy hoạch cho cô chú chị bạn xem một lần. Đây căn nhà của mình đây ha, hiện hữu hết luôn nha, nè hiện hữu dần chạch luôn nó 68 mét đất nha. Nhưng mình bị giao thông mình xây dựng là mình còn mà tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 200 mét vuông, không kể cái máy kia than đúc bê tông cốt thép, nhà hoàn công đầy đủ hết. Đó, cô chú chị bạn nào đang có cái dòng tiền đó, dòng tiền mà muốn vừa giữ tiền mà vừa có thu nhập đó, thì mình hãy mua căn này ha cô chú chị. Số điện thoại của Hồng là 0933 797979 nha, kênh YouTube nhà đất Sài Thành ha, bệnh viện bên đó, vị trí cực kỳ đẹp luôn nha. Đông đông nam nghĩa là đông nhiều, ở nam ít. Máy đúc bê tông cốt thép hết, diện tích sàn 200 mét. Đây là công viên. Bên trong lấn thêm được gần mét. Nhà được cái khoảng sau, ở phía sau nó có khoảng hở rất là đã luôn. Ba góc ba mặt tiền luôn, không tính đây. Đây còn khoảng hở phía sau nè. Ở sau này giờ mình sử dụng luôn nha. Đó, đúc bê tông cốt thép rất là chắc chắn nha, ngôi nhà hoành tráng ha. Ở dưới chợ là cho thuê làm quán cà phê riêng, quán nhậu. Đó. Người thuê trọ là đi phía trước này, cái cửa này đóng lại. Đó, cửa này đóng lại là không ảnh hưởng gì ha, phía trước là riêng ha. Như vậy là cái phần này là mình sở hữu luôn nha, mình phần thông hành đi về sau mét mấy này là mình sở hữu luôn nè. Chiều ngang qua là 3m3, lên trên lầu 2, lầu 3. Đầu mỏ tầng 2, tầng 3, tầng 4 là ban công lấn ra thêm được gần 1 mét ha. Nhà đúc bê tông thép toàn bộ luôn. Nền nhà đang cao hơn mặt hẻm là 7 tấc nha. Hẻm này còn gọi là đường quân sự hả cô chú gì. Nhà này cũ mình về mình sơn lại là ok ha. Được cái lầu 3, lầu 2, lầu 1 là tầng 2, tầng 3, tầng 4 là lấn ra thêm được là khoảng 1 mét nha. Đó, chiều dài là tính luôn phần đó là của mình luôn. Hẻm này đi ra ngoài đường Nội Cung, 201 đường Nội Cung ha. Ở đây về ví dụ như mình muốn bán cà phê rồi là ok. Ở đây bạc tre làm ra hết rồi nè. Ở đây mình, buổi sáng mình bán cà phê dọc dọc mấy đường này là quá đã luôn ha. Cực kỳ ok luôn nha. Đây là bến xe Tuấn Hưng cũ nè. Đó, lộ giới là nhà không có bị lộ giới gì nữa hết nha cô chú anh chị. Xây dựng hoàn công đầy đủ hết rồi. Đây cho xem cái giấy tờ hoàn công luôn ha. Đây.
chợt nè, tầng 2, tầng 3 nè. Đó. Căn gốc không bị dạt gì hết á. Chợt lầu 1, lầu 2, lầu 3 nè ha. 2 tầng nè, đây một tầng cuối nè. Chợt nè, lầu 2, lầu 3 nè, tầng 2, tầng 3 nè, tầng 4 nè. Ha. Diện tích sàn hoàn công thì diện tích sàn là 193.8 luôn nè. Rồi, chú Hồng vừa review xong cái căn nhà ở địa chỉ là 253 đường Thái Phiên, phường 9, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ha. Đối diện với quán cà phê. Đối diện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, trường mầm non, bến xe Tuấn Hưng cũ, nhà xe Tuấn Hưng cũ. À, bệnh viện quận 11 ha. Qua căn nhà này thì chủ nhà đang kêu bán với mức giá là 10.600.000.000 nha cô chú chị, 10.600.000.000 ha. Cô chú chị bạn nào quan tâm thì alo cho chú Hồng qua số 0933 797979. Chú Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú chị bạn xem nhà và gặp chủ nhà để mình làm việc nha cô chú chị. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì giúp Du Hồng đăng ký kênh. Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi, hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình. Những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha cô chú anh chị. Đây đối diện quán cà phê ha. Rồi, nếu mà mình có nhu cầu mua mà vừa cho thuê vừa có mở quán cà phê bên hông, dọc dọc với bên hông á thì cũng ok nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video lần sau.